Đây là những lúc duy nhất của anh em tôi nè. Được rõ hè. Chào anh em nha. Chào mấy. Hello, mấy đen nha. Ngọn hả mỏi. Nó nói lên đầu kia chút coi đồn kia là nãy đấy. Wow, rõ đẹp rồi. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Rồi, xin chào anh em lần tiếp theo nha. Bây giờ mời anh em vào cả nhà cùng theo chân bảy lần lách siêu phẩm số 2 này. Đây, trên ngày này. Nhìn. Nhìn mà đổ điếc. Quay cái máy này. Đổ ăn nào dần đó, đây biết cho mà không đốt này. Bị cúi bỏ đấy hả? Rồi, đây, quay tụi em cả nhà xem này. Đó, lại một siêu phẩm nữa, số 2 nha. Số 2 thứ 7 ngày nhiều tháng em quên rồi. Nãy đó mà quên rồi. Ui. Này nó bị hơi ngược sáng chút nó tụi em nó không. Ờ, có đây này, rõ đẹp này. Ui, siêu phẩm không? Hàng khủng không? Hàng VIP không? Ờ. Ổ là bánh trái rồi là ngon lành không phải như ổ nãy kia đó. Ra ăn lứa con rồi mà nó chịu làm chứ. Ra ăn lứa mà sao nó bị trong lứa được không đấy. Mình đấy. Nó để đực nữa ôm ngủ không lo đi làm mặt rồi. Ôi đẹp đấy, cho cả nhà em xem. Được 7 lần nó siêu phẩm. Có bao cây da trẻ ngoài. Bỏ bao cây da trẻ ngoài. Mà ổ mình làm đuốc xe cũng động. Rồi, nhà chờ tí. Bị lên quất nhánh nó ra rồi. Nhìn. Bao phơ. Rõ đẹp trống trải quá ok luôn. Xem là riêng nhớ subscribe kênh để theo dõi mấy anh em nữa đó, bỏ lỡ những video hàng khủng mất chục canh không nè, tiếc lắm đó. Xuống chút nữa cũng được. Đấy, cũng được. Rồi, thế mình lên bắt ổ ra nhanh em. Lên nào, hồi đấy. Bỏ siêu phẩm nữa. Ờ, giờ theo chân bé nha. Dần ảnh từ góc lên luôn.
Đó, mới ẩn lên rồi. Anh có máy quay mà anh chơi bằng điện thoại phải không? Nhà ủng hộ anh có điều kiện là anh xem máy quay anh quay vào cả nhà ông xem cho đã đời luôn. Đi thế nào thì cho nhánh khô ấy cứng lắm á, bị ông nối ra ngoài dưỡng rồi ông khối lên quá không thấy anh hết. Rồi, lên nghề nhánh đó là tiếp cận tụi em rồi cả nha. Ôi, ra. Em ra. Bay nó quạt khối thế mà. Ờ, nó không nhớ nó. Ủa nó bữa gặp xeo mà. Tìa ra mắc lứa mà. Ôi, coi đồng mặt ở đây. Cả nha. Bị quất nhanh lại nữa là trống chảy. Bao phơ. Ờ. Ủa rồi, biết cũng muốn xuống hết rồi đó bảy. Bích cũng muốn xuống hết rồi á. Wow, quá khơi vậy. Đó, ôi, nhiều mặt. Đã không anh em? Anh em đồng nghiệp ở mọi miền Tân Tổ Quốc thấy trong Tây Nguyên thế nào? Hơn rồi anh. Được, ngon ạ. Kê mất quá mà. Ôi, chỉnh lại tí. Đó, ôi, chưa đã chưa. Có nó quá đã đâu nhỉ, nó đã vậy nữa. Đây, cái đầu mặt ở đây. Ôi, cái đầu mặt không là cả nhà thấy hoảng liền. Rừng U Minh đồ chịu sao nổi. Rừng U Minh vài lít cho vui. Làm gì có mà vài chục con. Nhìn mà ớ rồi. Mất bánh anh. À nó mà kéo dường chỗ đít nữa nha. Trên tiếng đây. Này ở nhà nó làm cho thì một dường bánh này nè. Đó. Nó mà nối thêm một dường ấy. Được, bể em cho mốt bánh không? Ý nghe là biết hiện tượng không? Còn bể em ngồng, ngồi dưới ổ trong này. Tấm cánh cài tốt gì, quay dần. Đâu, đánh lên. Thấy được rõ hề. Hello, mấy đi em nha. Ngồi hả mỏi. Nó đòi lên đầu kiến chút coi chứ. Đồn kia lên này. Đấy, wow, rõ đẹp rồi. Ok. Quay đâu lại. Ui. Đây rõ. Đó.
Rồi, giờ dạy cho cả nhà xem nha. Nó quay cái đồng mặt không rồi, thấy khủng hoảng á. Đấy. Đây. Cái đoạn chốt trên này là nó đang nấu thêm rồi đó. Trước nó làm cái tròn chỗ đó, cái chỗ bích không. Con bà có hung hình mà đảo tố mấy làm gì bà quốc ở đây mất nữa, bà quốc cái là mấy anh kia theo nó này con đoạn đó chưa biết cái đoạn này đồn kia lên này nấu kia lên này chút này quá tì quá tì từ vào nhà kia mình để mình làm thử còn ở bên kia còn nhảy ít. Cũng không là dầu ở đây ít thì khu đã chỉ ít cây có nhảy còn mặt không ui còn còn mặt trong khoảng gì nữa bên ấy còn ít phân hoa anh chút xuống lửa lại chút nữa rồi ấy sạch rồi chút mặt chị ri ri rồi ok ui ui bên đây nó hết phân hoa mà bên ấy còn không mẹt bên kia nó tiêm phân hoa ở bên đây thấy hết mà bên đây sạch rồi á ngửa ngửa mấy lần chút rồi bể ra nãy giờ ập dữ vậy ngửa mấy lần chút rồi giờ sao ập dữ vậy đã được rồi em xem mặt của mình vô ba lô nữa nha ấy hoài rồi mặt vô ba lô rồi. Tương đương nhau không à hết binh rồi cũng có con đồ gì cho cả nhà xem chí theo những đàn chú khủng nữa con luôn vài chục con rồi lại con mới phơi được đây chỉ tầm 10 con nữa lại quý giá không đẹp không hành thế. Ủi đá nào, ui mất. Mất như vậy mới lớn. Ui khối nó bao bằng bể hết rồi. Chưa bằng bể. Ui nó bùng cây bùng ra. Đỡ ba lô một phát luôn á
chỗ anh ta hay nghe một nghe mất phải lo. Chế dài cũng bật dài anh ta quay cái quay chạy mặt một nghe hết lọt phải lo hết. Tao ngồi vào phim không mà ông dí chết lại nha. Ui rồi hên quá không men chút nữa thổ địa lái mất không này làm cái mìm quá à làm cõi mìm quá. Ôi, tiếp cục nữa rồi là xin dừng video nha cả nhà. Nhớ subscribe kênh để theo dõi mấy anh em. Ui, em ơi. Ổng khói. Chịu không nói. Mà lôi cục chế rồi. Thấy. Cũng nhìn nhau. Bất thôi nhiều nóng mới bắn quá gơ nhà thấy nó rớt xuống một cái chiếc đen dạ. Ôi bật cho ba lô là xem nha cả nhà thì kết thúc video để đợi dành bình nó quay máy tổ cái nữa ngày mai nữa mới vừa nên là dần bình rồi nhớ subscribe kênh để theo dõi mấy anh em nha. Xin chào tạm biệt cả nhà, chào tạm biệt anh em đồng nghiệp.